Ốc có nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng, ít chất béo, giàu protein và vitamin cùng với một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, selen, vitamin E và phốt pho. Tuy nhiên không nên ăn ốc quá nhiều, bởi ốc có chứa nhiều quercetin nên làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch nếu ăn thường xuyên. Bên cạnh đó, phốt pho có trong ốc nếu bổ sung quá nhiều nhưng lại có chế độ ăn ít canxi thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Ăn ốc nhiều trong một bữa ăn thì có thể khiến khó tiêu, đầy bụng. Theo các chuyên gia sức khỏe, dù thơm ngon, bổ dưỡng nhưng trong ốc lại có rất nhiều ký sinh trùng sinh sống có thể gây bệnh cho con người, chẳng hạn như nhiễm run lươn, sàn lá gan bao gồm sàn lá gan nhỏ và sàn lá gan lớn, sàn lá ruột, sàn máng.